Vụ karate trẻ Thành phố Hồ Chí Minh bị tố gian lận, đình chỉ huấn luyện viên Mộng Tâm và tổ trọng tài, kiểm điểm ban tổ chức giải đấu. Sau khi nhận được báo cáo từ các phòng ban có liên quan, hôm nay 27 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu kiến nghị đình chỉ công tác đối với huấn luyện viên Nguyễn Thị Mộng Tâm và tổ trọng tài điều khiển trận tranh huy chương vàng, hạng cân 40 đến 45 kg nữ, lứa tuổi 10 đến 11. Đây là trận đấu thuộc giải karate năng khiếu trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 18 tháng 8. Liên quan đến trận đấu này, phụ huynh NMD của vận động viên TM đội Tân Bình tố cáo có hiện tượng huấn luyện viên Mộng Tâm thuộc đội karate Tân Bình muốn nhường huy chương cho Bình Thạnh. Đồng thời, phụ huynh cũng tố cáo trọng tài làm việc không khách quan. Trước mắt, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm huấn luyện viên Mộng Tâm tham gia mọi giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sai phạm của huấn luyện viên Mộng Tâm kéo theo cái sai của các trọng tài điều khiển trận tranh huy chương vàng nói trên. Trước mắt, các trọng tài sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ cho đến hết năm 2024. Ban tổ chức giải bị kiểm điểm vì thiếu sự giám sát, dẫn đến sai phạm vừa nêu của huấn luyện viên trưởng đội karate Tân Bình và tổ trọng tài. Điều luật, điều lệ của giải cũng chưa rõ ràng, dễ gây hiểu lầm. Đây là kết luận ban đầu của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Nam Nhân cho biết sẽ báo cáo tiếp lên giám đốc trước khi sở có án kỷ luật chính thức vào ngày 30 tháng 8 tới đây.